bang ở Đông Bắc nước Mỹ đang bắt tay vào việc khắc phục hậu quả sau khi cơn bão mạnh Sandy đi qua. Tính đến ngày 31 tháng 10, bão Sandy đã làm ít nhất 64 người thiệt mạng ở các thành phố ven biển, ảnh hưởng nặng nề đến hệ thống hạ tầng công cộng ở các thành phố ven biển này và gây mất điện trên diện rộng. Ngày 31 tháng 10, các cơ quan trường học ở thành phố New York đã trở lại hoạt động bình thường. Sàn giao dịch chứng khoán New York cũng đã mở cửa trở lại sau 2 ngày đóng cửa vì bão. Đây là lần đầu tiên sàn chứng khoán này phải đóng cửa 2 ngày kể từ năm 1888. Trụ sở Liên Hợp Quốc tại New York cũng được dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong ngày hôm nay, mùng 1 tháng 11. Chính quyền thành phố New York đang tiếp tục khắc phục hậu quả của cơn bão Sandy đối với hệ thống giao thông công cộng. Cơn bão đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống tàu điện ngầm với 108 năm tuổi của New York. Các đường tàu điện ngầm bị chắn nước và nhân viên ngành đường sắt đang nỗ lực làm sạch các thiết bị để nhanh chóng đưa hệ thống này vào hoạt động trở lại. Trong khi đó, các sân bay chính ở New York đều bị đóng cửa do đường băng bị ngập nước khiến hàng nghìn chuyến bay phải hủy bỏ. Tính đến tối ngày 31 tháng 10 theo giờ Việt Nam mới có sân bay John Kennedy và Newark mở cửa trở lại, tuy nhiên cũng chỉ hoạt động ở mức hạn chế. Tính đến nay, vẫn có ít nhất 6 triệu hộ gia đình và doanh nghiệp ở 15 bang của Mỹ tiếp tục sống trong cảnh mất điện. Nhà chức trách New York cho biết có thể phải mất từ 2 đến 3 ngày trước khi điện được khôi phục trở lại tại thành phố này. Mất điện cũng khiến khoảng hơn một nửa trong số các trạm xăng tại New York và New Jersey phải đóng cửa, gây khó khăn cho những nỗ lực khắc phục hậu quả của bão Sandy. Bão Sandy với sức gió 80 km/h đã trở thành siêu bão lớn nhất đổ bộ vào bờ biển nước Mỹ trong nhiều năm qua. Đây cũng được xem là cơn bão gây thiệt hại kinh tế nặng nề nhất trong lịch sử cường quốc này, với ước tính lên đến 15 tỷ đô la Mỹ. Dự kiến, chi phí để dọn dẹp sau bão Sandy có thể vào khoảng từ 30 đến 40 tỷ đô la Mỹ. Cơn bão Sandy cũng làm gián đoạn quá trình vận động tranh cử của hai ứng cử viên Tổng thống Mỹ khi chỉ còn đúng một tuần nữa, cuộc bầu cử sẽ chính thức diễn ra. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Barack Obama của Đảng Dân Chủ và đại diện của Đảng Cộng Hòa ông Mitt Romney đã nối lại các chiến dịch tranh cử nước rút tại một số bang chủ chốt. Theo giới phân tích, hiện hai ứng cử viên đang bám đuổi nhau rất sát về tỷ lệ ủng hộ. Tuy nhiên, ông chủ đương nhiệm của Nhà Trắng có vẻ có lợi thế hơn so với đối thủ của Đảng Cộng Hòa. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Barack Obama đã có mặt tại bang New Jersey và tới động viên người dân tại những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Sandy. Chúng tôi xin dành sự chia sẻ với những gia đình đã mất đi người thân. Sự thật là do chúng ta đã chuẩn bị ứng phó tốt nên con số thương vong thấp hơn mức có thể. Tuy vậy, có những gia đình vẫn phải chịu sự chia cách và chúng tôi muốn nói với những ai mất người thân rằng họ luôn ở trong suy nghĩ của chúng tôi và chúng tôi luôn cầu nguyện cho họ. Tổng thống Obama được đánh giá cao về khả năng chỉ huy ứng phó với bão Sandy. Điều này được cho là sẽ mang lại lợi thế cho ông trong giai đoạn nước rút hiện nay. Dự kiến trong ngày hôm nay, Tổng thống Obama sẽ vận động tranh cử tại bang Nevada và Colorado. Cùng ngày, ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng hòa Mitt Romney cũng đã quay lại vận động tại Tampa, bang Florida. Tại đây, ông đã thúc giục người dân giúp đỡ các nạn nhân của trận siêu bão. Chúng ta thấy rất nhiều người dân trên khắp cả nước đang đẩy mạnh nỗ lực trợ giúp. Do đó, nếu có tiền, hãy giúp đỡ họ. Những người đang ở trong tình thế khốn khó, hãy luôn nghĩ đến họ và cầu nguyện cho họ. Trong chưa đầy 7 ngày còn lại, cả hai ứng cử viên đang tập trung vận động vào 9 bang có vai trò quan trọng trong cuộc bầu cử. Theo kết quả thăm dò dư luận chung do Đại học Winnipeg, Thời báo New York và CBS News tiến hành, hiện Tổng thống Obama đang dẫn trước đối thủ Romney tại 3 bang được cho là có ý nghĩa quyết định tới cuộc bầu cử trong năm 2012 là Ohio, Florida và Virginia. Tuy nhiên, tỷ lệ dẫn điểm của ông Obama trước đối thủ Romney chỉ là dưới 5%. Trong khi đó, thăm dò dư luận của hãng Gallup cho thấy khoảng 54% cử tri tin rằng Tổng thống Obama sẽ tái cử nhiệm kỳ 2, cao hơn nhiều so với tỷ lệ 34% cử tri bỏ phiếu cho ông Romney. Ngày 31 tháng 10, Quốc hội Libya đã phê chuẩn danh sách nội các mới do Thủ tướng Ali Jaidan đề xuất. Góp mặt trong danh sách này là đại diện đến từ các đảng phái chính trị lớn nhất quốc gia Bắc Phi này. Danh sách nội các mới do Thủ tướng Jaidan đề xuất đã được Quốc hội Libya thông qua với 105 phiếu thuận, 18 phiếu trắng và 9 phiếu trống. Nội các của Thủ tướng Jaidan gồm 30 thành viên, với đa số là đại diện của hai chính đảng lớn nhất Libya là Liên minh các lực lượng dân tộc và Đảng Công lý và Xây dựng của Tổ chức Anh em Hồi giáo Libya. Đây là hai lực lượng chiếm đa số ghế trong Quốc hội Libya. Tuy nhiên, các vị trí quan trọng như Bộ trưởng Ngoại giao, Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Quốc phòng lại được giao cho các nhân vật không thuộc hai lực lượng này nắm giữ.
Ông Zeidan được bổ nhiệm giữ chức thủ tướng hôm 14 tháng 10 sau khi người tiền nhiệm của ông là ông Mustafa Abu Sawa không thành lập được chính phủ. Một trong những nguyên nhân thất bại của ông Sawa là do quốc hội chịu sức ép từ các cuộc biểu tình phản đối của người dân. Cuộc bỏ phiếu lần này của Quốc hội Libya cũng diễn ra trong bối cảnh an ninh được thắt chặt sau cuộc biểu tình kéo dài hơn 2 ngày qua nhằm phản đối danh sách nội các của Thủ tướng Zeidan. Trước đó, một số người biểu tình đã xông vào trụ sở Quốc hội, khiến cơ quan này phải hoãn cuộc bỏ phiếu và chuyển sang ngày 31 tháng 10. Tiếp theo sẽ là những tin tức quốc tế đáng chú ý khác. Ngày 31 tháng 10, Tổng thống Tunisia Moncef Marzouki đã tuyên bố kéo dài tình trạng khẩn cấp tới ngày 1 tháng 2 năm 2013. Theo đó, chính phủ Tunisia tiếp tục duy trì các quyền can thiệp đặc biệt cho quân đội và cảnh sát do tình trạng bạo lực có chiều hướng gia tăng trong vài tháng trở lại đây. Đây là lần thứ 10 chính quyền Tunis quyết định kéo dài tình trạng khẩn cấp, vốn được ban bố từ tháng 1 năm 2011 sau khi chính quyền của Tổng thống Ben Ali bị lật đổ. Tuy nhiên, các lần kéo dài tình trạng tối đa trước đây chỉ kéo dài 30 ngày, do đó thông báo kéo dài tới 3 tháng vừa được công bố làm dấy lên lo ngại rằng tình hình tại quốc gia Bắc Phi này đang xấu đi. Cùng ngày tại châu Á, Pakistan đã phê chuẩn hiệp định về tự do hóa thị thực với Ấn Độ nhằm nới lỏng hạn chế với một số đối tượng khách tham quan, gồm người cao tuổi và thương gia. Hiệp định này được hai nước ký kết hồi đầu tháng 9 vừa qua tại Islamabad. Ngoài ra, chính phủ Pakistan cũng thông qua ba hiệp định song phương khác với Ấn Độ nhằm thúc đẩy giao thương giữa hai nước láng giềng Nam Á. Các văn kiện này bao gồm Hiệp định Hợp tác và Tương hỗ trong lĩnh vực hải quan, Hiệp định tái giải quyết những bất đồng về thương mại, Hiệp định giữa Cục Tiêu chuẩn của Ấn Độ và Cơ quan Quản lý Tiêu chuẩn và Chất lượng Pakistan nhằm thống nhất tiêu chuẩn hàng hóa trao đổi giữa hai nước. Bản tin thời sự tổng hợp của truyền hình thông tấn đến đây xin được tạm dừng. Trân trọng cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào tạm biệt.